Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chưa từng uống rượu, chủ tịch và cổ đông lớn nhất của Reliance Industries, Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á có tài sản ước tính khoảng 51 tỷ đô la Mỹ, là một người ăn chay thuần túy và chưa từng nếm rượu. Người giàu nhất châu Á, Mukesh Ambani. Mukesh đã vượt qua người sáng lập tập đoàn Alibaba Jack Ma vào tháng 7 năm 2018 để trở thành người giàu nhất châu Á. Với số tài sản ước tính khoảng 51,2 tỷ đô la Mỹ, ông trở thành người giàu thứ trên thế giới. Cùng với đó, gia đình Ambani cũng là gia đình đứng đầu danh sách những gia đình giàu nhất châu Á theo Forbes. Reliance Industries đã là một tập đoàn nằm trong bảng xếp hạng Fortune 500, được định giá khoảng 100 tỷ đô la Mỹ và là một trong những công ty có giá trị nhất ở Ấn Độ. Là doanh nhân duy nhất ở Ấn Độ có bảo mật hạng Z, Mukesh chưa bao giờ nếm rượu trong đời. Ông cũng là một người ăn chay thuần túy. Mặc dù là người giàu có nhất ở Ấn Độ, Mukesh được biết đến là người rất mực khiêm tốn. Ông thích ăn tối ở một số nhà hàng nhỏ và ít tự phụ phục vụ các món ăn truyền thống. Ông hoàn toàn không có kiến thức về các thương hiệu thời trang và sẵn sàng mặc bất cứ thứ gì cảm thấy thoải mái. Mukesh Ambani kết hôn với Nita Ambani, người được Forbes gọi là đệ nhất phu nhân kinh doanh Ấn Độ năm 2016. Nita là chủ tịch của Reliance Foundation, tổ chức từ thiện của công ty. Bà cũng tham gia vào các dự án thể thao của công ty cũng như chiến lược tiếp thị và thương hiệu cho Reliance Jio Infocom, nhà điều hành mạng di động của Reliance. Hai vợ chồng có ba người con.